Đừng bỏ qua video này nếu bạn mất răng và có ý định làm răng giả. Và đây là phương pháp làm răng sứ bắc cầu, khắc phục lại tình trạng mất răng. Đây là phương pháp mang lại rất nhiều lợi ích. Thứ nhất là thẩm mỹ. Thứ hai là đảm bảo được chức năng nhai. Thứ ba là bảo vệ các răng bên cạnh không bị xô lệch, không bị chảy răng. Và trường hợp nào sử dụng phương pháp này? Một là mất nhiều răng liền kề hoặc là mất răng xen kẽ. Hai là các răng bên cạnh vẫn còn khỏe để có thể làm trụ răng. Ba là mất răng nhưng trong trường hợp chúng ta không đủ tiền bạc hoặc là sức khỏe để chúng ta trồng lại trụ implant. Và phương pháp này sẽ không phù hợp cho những trường hợp nào? Một là các răng quá yếu đang mắc những cái bệnh lý như viêm này, nha chu này, lung lay. Hai là cái khoảng răng mất quá nhiều và cái trụ răng quá ít, dẫn đến trường hợp là khi chúng ta phục hình lại phương pháp này sẽ dẫn đến trường hợp là những cái trụ răng của chúng ta sẽ yếu và dễ gãy. Các bạn cứ tưởng tượng giống như cái cầu mà chúng ta có nhiều chân thì nó sẽ vững chắc hơn là một cái cầu mà có ít những cái chân, nó sẽ dẫn đến cái cầu sẽ bị yếu. Phương pháp này chỉ áp dụng khi mà chúng ta không có đủ điều kiện để làm răng sứ implant hoặc là những khách hàng không có đủ sức khỏe để cắm implant. Và đây là phương pháp tạm thời giúp cho bạn cải thiện được chức năng nhai và thẩm mỹ.